Một bộ dàn karaoke chất lượng, không quá nhiều sản phẩm, gọn nhẹ, đơn giản, giá cả hợp lý. Và đó là sự lựa chọn lý tưởng dành cho chị các bạn có thể mua về để hát karaoke cùng gia đình và bạn bè. Và đó là bộ dàn karaoke với cặp loa Baramax F2500 và đẩy liền vang Neko A3K500. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Hữu Audio. Và trong video clip ngày hôm nay, Tuấn Huy sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một cái bộ dàn karaoke đơn giản gọn nhẹ, chỉ với một cục đẩy liền vang đến từ thương hiệu Neko AK3500 và một cặp loa Baramax F2500. Thì với bộ dàn karaoke tiện gọn này, chúng ta có thể hát hoặc là nghe nhạc và xem phim rất là tiện lợi. Trước mặt mọi người đây là một bộ dàn karaoke với cặp loa Baramax F2500. Công suất mỗi loa sẽ là 180W và tối đa là 360W. Trở kháng sẽ là 6 ohm ha. Thì với trọng lượng của loa sẽ là mỗi loa 23kg, cũng khá nặng, cho nên chúng ta khi sách bưng bê phải hai người mới sách được. Và với kết hợp của cái đẩy liền vang Neko AK350, chúng ta sử dụng bằng cái hiệu ứng effect của nó. Thì nếu mà muốn hay hơn thì chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm văn số để chúng ta điều chỉnh được cái echo, reverb, delay hoặc là tất cả những cái hiệu ứng của nó bên trong. Với cái cặp mic Neko AK350 này mà Tuấn Huy cũng đã review trước đó, thì chúng ta hát với chất âm của nó rất là nhạy và hay, và độ bấm mic của nó khi chúng ta hát karaoke cũng khá nhẹ, không cần phải dùng quá nhiều lực để chúng ta hát. Đấy, thì với cái tổng thể của dàn karaoke này, chúng ta có thể hát karaoke, nghe nhạc hoặc là xem phim. Với chất lượng âm thanh của đẩy liền vang Neko AK350 đẩy ra hai cặp loa này, chúng ta được cái âm chi tiết khá là hay và rõ ràng, cũng như cái tiếng bass của hai cặp loa này rất là uy lực và khỏe. Thì với cái cặp loa Baramax F2500 này thì chúng ta có thể tháo rời cái lớp màng e căng ở mặt trước để chúng ta có thể thấy được cái tổng thể những chiếc loa bên trong, loa bass, loa trung hoặc loa treble. Chúng ta sẽ thấy được cái ngoại quan của nó về cái sự cổ điển, hàm hố của nó như thế nào ha. Bây giờ tôi sẽ mở cho mọi người xem. Thì chúng ta sẽ mở từ trên xuống dưới nha. Rồi, đấy. Trước mặt mọi người là những cái loa treble, loa mid với lại loa bass ha. Thì loa bass được trang bị hai loa bass, thì mỗi loa sẽ là 25cm. Cũng như là loa trung ở đây chúng ta sẽ có với kích thước là 1 x 01,6mm, và loa treble bên trên là sẽ là 7,6mm. Đấy. Thì với tổng thể những cái dải loa này, chúng ta sẽ có 4 cái loa ra 3 đường tiếng. Cho chúng ta được cái giải tần đáp ứng của nó là từ 45Hz đến 180Hz. Khi chúng ta nghe nhạc hay xem phim á, cái tiếng treble hay là tiếng bass của nó nghe rất là rõ và chi tiết. Và với giá bộ dàn karaoke này chưa tới 21 triệu đồng, anh chị và các bạn có thể mua về để sử dụng nghe nhạc, karaoke hoặc là xem phim. Rất lý tưởng cho tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta. Những khi chúng ta có thể là đi làm về mệt mỏi, hoặc chúng ta có thể mở những bộ phim để xem giải trí cùng gia đình và người thân. Thì ngay bây giờ Tuấn Huy sẽ test một đoạn karaoke cũng như là hát một đoạn nhạc cho anh chị và các bạn nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke này nó như thế nào ha. Mọi người. Đời gió phong sương, xin làm kiếp mây trôi muôn ngào dù cùng chân. Sao chăng vô tình quá, hững hờ ca với ta, hay chăng muốn là và vừa rồi Tuấn Huy cũng đã cho anh chị các bạn nghe một đoạn karaoke cũng như là một đoạn nhạc nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke này nó như thế nào ha. Và nếu như anh chị các bạn có quan tâm tới bộ dàn karaoke gọn nhẹ này, liên hệ qua số hotline là 0383457 hoặc tới số 83 Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm sản phẩm cũng như tư vấn thêm. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu Audio để được xem những sản phẩm video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.